Elsa hay Anna vậy? Elsa ở đâu vậy? Hả? Elsa ở đâu vậy? Nói mẹ nghe coi. Elsa đi tưới nước hả? Ở Elsa đâu? Tưới nước làm sao nữa? Elsa có chùm đầu, chùm nón lên đầu không? Chùm nón lên đầu làm sao? Bỏ hai tay. Lấy hai tay kéo cái nón lên chứ. Không có chân bây giờ. Đó, biết gọi nón lên không? Gọi lên nữa làm sao? Làm sao? Trời ơi, rớt cái nón này mày đổi cho. Có đít kìa, đít kìa, đít chân đít kìa. Mặc cái quần mà đít căng ra vậy luôn á. Mới mua bộ đồ à. Mới có được 2 3 tuổi một ngày à. Mà hiện tại cái quần à. Bộ đồ 3 tuổi của ta mặc à. Đó, đó, y như rằng chạy hấp tấp. Hấp tấp, lẹ lên không có giỡn mặt nha, Nhi không có chơi nước nha, no. Không có chơi nước. Rồi đi á, cái đó dơ, cái đó dơ đừng đụng. No, giờ nghe mẹ nói không, thôi đi vô nhà. Đi vô đi ra, chạy cái chân hấp tấp kìa, có cái bực kìa. Nghe không, cái bực nó đổ bây giờ. Ta chụp hình làm cô công chúa đi, ông chúa người ta làm gì? Công chúa Anna Elsa làm gì? Elsa Anna làm gì nè? Tự nhiên tưới cây vậy, có tưới gì đâu. Giờ làm công chúa phải làm sao chụp hình cho đẹp nè. Hung coi mi gió coi. Ồ, vậy đấy hả, hoa hậu làm sao mà hoa hậu đi coi, đi đi bộ coi. Hoa hậu chào, chào mọi người. Rồi, bắt đầu hoa hậu hung hung một cái, hung mi gió đi. Hung, trời ơi, hung có dẹo không, hung dẹo gì không? Có thổi không? Không, hung xong mới thổi chứ. Đó, nhăm nhở rồi đó.